Hello em, chào mừng em đã trở lại với channel của Mr. T. Rồi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tựa game mới nha em. Tựa game mới vừa ra mắt ngày hôm nay, đó là ngày 21 tháng 9, đó là tựa game Hải Tặc Báo Vương nha em. Rồi, thì chủ đề hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái clip về những cái gift code chung, những cái gift code riêng cho anh em làm để anh em đưa top server nha. Và mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái mà bí kíp để anh em nào mà muốn chơi thì game này mới thì chúng ta sẽ chơi được. Rồi, trước tiên chúng ta phải lướt sơ về giao diện này nha anh em. Đây, thì đây là cái giao diện của tựa game mới của chúng ta, Hải Tặc Báo Vương. Để tìm đến con Vích, cùng bước trên con đường mạo hiểm nào. Để anh em ạ. Đấy thì cái tựa game này là cái màn hình dọc nha anh em. Thì hiện tại nó được chơi ở trên khá là nhiều nền tảng, ví dụ như là iOS, Android và cả trên web nữa nha. Đấy thì nói chung cũng tương đối ok. Rồi, chúng ta phải lướt sơ một vòng giao diện của nó nha. Đây. Đầu tiên vào nó sẽ cho chúng ta một con Luffy. Đấy, cho nó bé bé tí nào. Đấy, đánh cũng khá là đẹp mắt nha anh em. Rồi, triệu hồi thường này. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn anh em chỗ nhập code nha, lẫn chỗ cách xin code luôn. Rồi, triệu hồi cao cấp. Đấy, được một con Zoro nữa. Rồi, cho con Nami. Đang sao? Right, chúng ta lại tiếp tục. Đấy. Chiếm lộn anh em ạ. Đấy thì lên level 20 nha. Lên level 20 nó sẽ cho chúng ta đi qua ải khá là nhanh, nên anh em chịu khó vượt ải. Rồi, tăng cấp cho con Luffy. Rồi, chúng ta sẽ lướt sơ vài vòng nữa coi. Thì xong chúng ta sẽ đi nhập code nha. Để xem thử lên level mấy thì nó sẽ cho chúng ta nhập code. Đấy, ghép mãn anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ được một con Upbot. Đấy, lại đi khiêu chiến nữa. Chúng ta đã lên được lên level 4 rồi. Ok. Như nó lên level 10, level 8 gì đó là nó sẽ cho chúng ta nhập code nha. Ấy, trang bị nhanh này, cường hóa nhanh luôn. Rồi, lại tiếp tục đi giải. Thì tựa game này nó cũng tương đối giống với những tựa game khác nha. Chung là nhân vật khá là nhiều đến em ạ. Để lát nữa mình sẽ ra mình sẽ show hàng một mới nhân vật cho anh em xem nha. Thì trước tiên là mình phải đi qua được cái những cái hướng dẫn đầu tiên cơ bản của cái game này đã. Rồi lên level 6 rồi anh em ạ. Chúng ta sắp lên được level 8, nhưng mình nhớ không lầm là level 8 thì nó sẽ cho chúng ta nhập code nha. Rồi tăng cấp nhanh. Đấy, phải bấm cho nó đi qua được những cái hướng dẫn này, mình muốn làm gì mình làm anh em ạ.
Rồi đến lại lẹ nào. Super. Đấy, đã là tuyệt kỹ nha. Sống sinh không. Ok, lên được level 7. Rồi, em nó đã cho chúng ta đi chưa? Chưa đi. Rồi, lên được level 8 anh em ạ. Rồi, thì sau khi lên được level 8 đấy, thì chúng ta sẽ nhập được gift code nha. Đây, để nhập được gift code thì chúng ta bấm vào cái hình này này. Đấy. Trước tiên là mình phải đổi lại cái tên. Tên cho nó đẹp trai tí nào. Đấy, Mr. T nha anh em. Đấy, trước tiên là mình phải bấm vào này đúng không? Đây, mình sẽ đổi gift code này. Thì ở đây mình sẽ đưa cho anh em về 10... Để xem mấy gift code nha. Gift chung này thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gift code chung nha. Gift code riêng thì anh em sẽ là được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 9, 16 anh em ạ. 16 gift code nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ nhập gift code chung nào. Đấy, được 100 KC, 200 Barry. Đấy, được một con tướng Sanji SR nha anh em. Rồi, tiếp theo. Đấy, được cũng khá quà nha, nhưng ở đây không có quà gì đặc biệt cả. Tiếp tục. Ấy có quà anh em, quà khá là nhiều, chúng ta sẽ nhập hết chính cái gift code này vô để xem. Ui dư à, pin nhầm anh em ạ. Đấy thì bốn cái gift code này sẽ được một bộ trang bị lam nha anh em. Rồi, mình sẽ nhập nhanh nha. Đấy, khá là nhiều gift code. 04 này. 05 này, đấy. Rồi, sau khi nhập xong mấy cái. Đây, nãy cái này là bị trùng đúng không? Rồi, 1, 2, 3. 8 cái nha, 8 cái chung. Còn đây là những cái gift code riêng nha. Gift code riêng này thì chúng ta sẽ làm event ở trên Facebook thôi, Facebook của fanpage Hải Tặc Bái Vương thôi. Chúng ta vào like, share, comment là nó sẽ gửi về cho chúng ta. Đấy, thì những cái gift code này nha thì mình sẽ để ở dưới phần comment của cái video này. Thì anh em nào mà nhập được hay gì đó thì chúng ta hãy cứ để lại hướng dẫn nha, mình sẽ hướng dẫn cách anh em lấy cũng như là cách nhập nha. Rồi, chúng ta sẽ đi xu hàng trước tiên. Trước tiên đó là chúng ta sẽ xem thử coi. Đấy, anh em làm hết tất cả các nhiệm vụ nha, rồi xong mình sẽ đi triệu hồi cao cấp này. Ở đây nó sẽ có là triệu hồi là 8 lần nha. 8 lần nhân 10 đó là 80 nha. 80 vé thì anh em sẽ được một con SSR. Thì SSR này với điều kiện là chúng ta phải bỏ 300k. SSR này chúng ta phải bỏ 300k này mà. Được rồi. Đây chúng ta phải mua thẻ tháng nha. Đây, thẻ tháng thì chúng ta rút được 80 lần thì mới được một con SSR nha. Đấy thì anh em nào mà muốn chơi SSR thì hãy xác định bỏ cho mình 300k. Đầu tiên vô game á, anh em nào mà vô game server mới anh em nạp thẳng cho mình luôn 300k rồi xong để cho nó chúng ta lấy được con SSR này, lẫn lấy được kinh nghiệm nha. Này chúng ta đi thám hiểm đây này. Thì cái xác suất mà hiệu suất trêu máy này á nó sẽ rất là lời cho anh em nha. Đấy, thì trước tiên mà anh em nào mà xác định chơi game mà có nạp tiền đấy thì vô là đóng cho mình 300k, nạp ngay chỗ đó liền. Đấy này, nó sẽ có nó để này, VIP 1 sẽ tăng thêm 5% đó. Chung là khá là lời nha anh em. Cái tựa game AFK này thì
anh em VIP càng cao thì cái lợi ích của nó sẽ khá là nhiều nha. Rồi thì cái đó là cái bước đầu tiên. Thì sau khi chúng ta tích đủ vé triệu hồi hay gì đó thì chúng ta cứ vào quay thôi, quay 80 lần. Đấy, chúng ta hãy lưu ý nha, danh sách ước này anh em thích con tướng nào đấy thì hãy để cái danh sách ước của con này vào nha. Ví dụ như mình sẽ không lấy con này mà mình sẽ lấy con Euro đúng không? Đấy, chúng ta sẽ lưu lại. Thì để cái tỷ lệ mà khi mà chúng ta quay 80 lần á, nó sẽ ra SSR chúng ta cao hơn nha. Rồi, ok, tiếp tục thì chúng ta sẽ coi thử về tướng nè. Đây, sổ tay này. Ở đây sổ tay nó có khá là nhiều tướng nha anh em. Đấy, ví dụ như con này là con Rongu, nó là UR nha anh em. Đấy, con này là tướng mới này, Tsuru. Đấy, đây là khỉ tím Futura. Đấy, khá là nhiều tướng nha anh em. Otohime. Đấy, con này khá là đẹp gái. Đấy, có cả Shiki nữa anh em ạ. Đấy, thì Luffy G4 này. Đây, chúng ta có thể xem được cái thuộc tính của những nhân vật này nha. Thì anh em nào mà thích chơi con nào đó thì chúng ta hãy coi thuộc tính này để xong kích duyên này, SSR, đánh giá này. Rồi, đó, thì cái này là những cái cơ bản cho anh em nha. Thì anh em nào mà muốn đô top ấy thì cố gắng nha, vào nhập code này, đi thám hiểm, đi hết thám hiểm treo ải cho thật nhanh. Rồi xong chúng ta cứ thế mà làm nhiệm vụ thôi. Rồi, trước tiên là mình phải xem lại thử coi. Đấy, nhiệm vụ tân thủ này khá là nhiều quà nha. Đấy, chúng ta thu thập tổng kết gì khá là nhiều quà. Nói chung game này game mới ra nên cũng khá là nhiều quà. Đấy, thu thập SR là chúng ta sẽ được nhận được vé quay nữa này. Chúng ta cứ có tiền, có kim cương là quay hết đi anh em ạ. Ngày đầu tiên chúng ta cứ quay, rồi xong từ đó chúng ta ấy thôi. Đấy, dành cho những anh em nào mà chơi đấy, thì chúng ta một ngày nạp 100k đúng không? Thì sẽ có con tướng râu đen này, SSR nha anh em. Đó là chắc nha. Đấy, thuộc tính của râu đen này, tư chất 230, giảm sát thương, kích duyên này. Đấy, chung cũng khá là ngọt đấy anh em ạ. 5 ngày nha, 5 ngày 500k anh em ạ. Khá là cay. Rồi, đấy, sau khi mà mình làm xong nhiệm vụ này nọ kiểu á thì anh em cố gắng đua top nha. Ở đây nó sẽ có top lực chiến này. Đấy, sẽ nhận được 120 mảnh SSR nha. Top 1 đến top 3 này, anh em cố gắng trong top 1 đến top 3 nha. Mình lựa chọn một cái server nào đó mình chơi thì mình cứ chơi thôi. Rồi, cái quan trọng nữa đó chính là cái thưởng online nha. Anh em cố gắng online đầy đủ nha. Ngày đầu tiên chúng ta hãy cố gắng online để lấy được một con tướng 35 giờ anh em ạ, là phải 2 ngày. Một con tướng SR Frankie và một mớ kim cương nữa. Đấy, quà khá là nhiều. Rồi, thì với cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về những code riêng, code chung đúng không? Thì những cái code đó mình sẽ để dưới phần comment ở dưới video này. Anh em cứ vào đó mà hấp thôi. Thì anh em nào mà muốn đua top với Mr. T thì hãy để lại một comment ở dưới nha. Anh em chúng ta cùng nhau lựa một cái server nào đó chơi. Thì mình cũng chỉ mới test về cái server này thôi. Thì chắc tối nay hoặc ngày mai gì đó nó ra một cái server mới thì mình sẽ bắt đầu vô chơi anh em ạ. Rồi, chào tạm biệt anh em.